đứng dậy, cái sao không vậy? Đứng dậy. Ai à? Sao mà té dữ vậy? Còn nói nữa hả? Lao nhà cái kiểu gì kỳ cục vậy? Giải biết bao nhiêu lần rồi, người ta dắt cho khô thiệt là khô cái miếng vẽ đi, xong rồi người ta hãy lao. Tao gì mà cái nhà ướt nhẹp vậy, không té cũng lạ đó. Cái đó là lao là mới có một lần, mình phải lao qua ướt vậy nó mới sạch bụi. Còn á, xong xuôi mới lấy chờ cho nó khô rồi mới bắt đầu hả? Mình lao lại, hiểu không? Cãi không? Cãi không? Hả? Cãi không? Cái này là con mắt anh trông thấy rõ ràng là do em vừa đi vừa đọc báo. Con mắt em cứ dán vô cái tờ báo thì em té là đúng rồi. Cái miệng lanh chanh, bây giờ ông cãi tôi không? Hả? Tôi nói, tôi nói không đúng hay sao? Bây giờ nếu như mà ông thấy tôi xuống thì ông phải lo là ông đỡ tôi đi chứ. Hoặc là kêu là em ơi nhà đang ướt. Chứ tại sao mắc cái mớ gì mà im lặng? Cố tình đúng không? Cố tình cho tôi trượt té để mà tôi đau đúng không? Thôi đi, cái đó người ta mệt, người ta lo, người ta chăm chú, người ta làm. Tự nhiên em lo, em đọc báo. Sáng giờ em có làm cái gì đâu, có một mình anh làm. Em phải nghĩ cho cái cảm giác của anh với anh mệt. Muốn chết được mở miệng nói với em sao được. Mệt chứ gì? Muốn nghỉ ngơi đúng không? Ừ. Tôi cho ông nghỉ ngơi. Yeah. Khổ quá cuộc đời. Sao cứ phải sống như vậy? Anh Hùng Dũng, anh Hùng Dũng, sáng giờ gọi cái rủ cà phê không bắt máy à? Ai có rảnh cà phê đâu. Sao vậy? Đau bụng. Anh thấy như không phải đau bụng à? Kiểu này bị vợ đánh nữa à nè, đúng không? À, anh em nhau em hiểu quá mà. Ôi khổ quá thiệt á, tao có cảm giác giống như nếu mà tao cứ tiếp tục sống ở trong cái nhà đó chắc tao đi tự tử tao chết. Nói gì cần chi vậy, chia tay đi, sống gì được, sao mà chia tay được. Nói cái chuyện đó đâu phải giống như là bồ bịch mới lớn đâu mà nói chia tay là chia tay. Tao vẫn muốn giữ một cái hình ảnh một người cha tốt trong lòng Misa, hiểu không? Không thể nào làm cái chuyện đó, bởi cho nên là tao nhịn. Chuyện gì xảy ra trên trời này tao cũng nhịn. Một người cha tốt là không nên thô bạo trước mặt đứa con của mình. Chứ cỡ vợ tao tao 1 phút 30 giây là tao dớp liền. Nhưng không làm được điều đó, hiểu không? Bây giờ sao trời? À, hương tình anh em, em có cách này giúp anh à. Anh mua bảo hiểm đi. Bảo hiểm hả? Ừ. Bảo hiểm liên quan gì tới chuyện tao bị đánh? Bảo hiểm thương tích. Mỗi lần anh bị bà Hiền Thục bà đánh là anh có tiền. Bị đánh là có tiền hả? Ừ. Xạo hết. Trên đời này không bao giờ có cái chuyện mà bảo hiểm bán cái chuyện tào lao. Tự nhiên bị vợ đánh cái có tiền. Bao giờ có chuyện đó xảy ra? Sao không anh? Có nè, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm học đường. Người ta còn có nữa, bảo hiểm thương tích mắc gì không có. Anh nghe cũng có lý chứ. Ừ. Ở mỏng tin rồi mẹ ơi, trên đời này không ai bán cái chuyện đó đâu. Em để làm gì? Em bán. Ừ. Nhân viên bảo hiểm đi hả? Có, mới tập tành làm thôi. Ôi. Đây, để phân tích cho anh nghe. Một năm, anh chỉ cần đóng 6 triệu thôi. Một năm 6 triệu. Năm 6 triệu. Ừ, chạy ra một tháng, anh chỉ là 500 ngàn thôi. Quá rẻ. 6 triệu á thì con số nó cũng nhìn thấy cũng rẻ. Ừ. Hấp dẫn đó. Yên tâm sự thiệt luôn nha. Sao anh? Từ ngày tao lấy vợ tới giờ tao chưa bao giờ cầm được 6 triệu trong tay. Cho anh bèo dữ vậy anh? Thì thử nghĩ đi, một ngày phát có 15 ngàn. Một ngày 15 ngàn hả? Để đó em tính. Một ngày 15 ngàn nhân cho 30 ngày trong một tháng, vị chi là 450 ngàn. Vẫn còn thiếu 50 ngàn. Chết cha, thiếu anh đang nhín nó đâu được không? Có cách rồi. Sao? Thầy Sơn, bài toán được giải quyết. Ừ, vậy là tao đủ tiền đóng bảo hiểm rồi. Anh đủ luôn, 500 ngàn cho một tháng. Ê, thí dụ mà vợ tao đánh tao á. Ừ. Chạy chùa cỡ vậy là tao được nhiêu tiền? Đây là thương tích nhẹ nhất, anh được 500 ngàn. 500 ngàn? Bị vậy thôi là 500 ngàn. 500 ngàn. Trời ơi, mỗi ngày vợ tao đánh tao không luôn á. Mỗi năm đánh tao là 360 ngày chứ bộ. Ủa còn 5 ngàn còn lại đâu? 5 ngày Tết, vợ tao không cho đánh. Ủa vậy hả? Tao xui á. Như đó cũng đủ nhiều tiền rồi. Anh nhân lên đi là anh biết rồi đó. Rồi nhẹ nhẹ như vậy là 500. 500 nhân cho 360 ngày. Trời, trăm mấy chục triệu chứ bộ. Trời ơi. Ê, 200 triệu bạc cũng
Nói vậy chứ cũng đâu có nhiêu. Ê, thí dụ mà bây giờ tao muốn mà kiếm nhiều tiền hơn sao? Vậy anh ráng chọc cho bả đánh anh la liệt luôn đi. Là đánh la liệt nhiều tiền hơn hả? Cho nhiều hơn chứ. Thương tích nặng hơn là được nhiều tiền hơn hả? Đúng rồi. Ê hả, cách đây tháng trước á, vợ tao có cầm nguyên cái đu guốc á, quýnh vô đầu tao nè, chảy máu quá trời luôn. Cỡ đó là nhiêu tiền? Xin thông báo với anh là 100 triệu. Trời đất ơi, lỗ đầu không mà 100 triệu. Anh thử ngày nào anh cũng lỗ đầu coi, anh nhân lên coi, nhiều lắm đó anh hai à. 100 triệu nhân cho 360. Trời đất ơi, bệnh luôn á. Lạng hoạn là anh thành tỷ phú sao cái vụ này nha. Trời đất ơi, bây giờ mà ta chỉ cần đóng có 6 triệu. 6 triệu mà tao trở thành tỷ phú. Ừ. Lúc đó vợ tao sẽ thương tao hơn. Rõ ràng. Sao có tiền tao lo cho con Nguyên Kha. Đúng rồi. Sao? Nhưng mà có gì đảm bảo không? Trời, anh đùa quay. Bây giờ anh chỉ cần ký tên vô là xong. Ký tên vô, đóng 6 triệu là thành tỷ phú. Rõ ràng. Trời ơi, Nguyên Kha ơi, vì tương lai của con, ba sẵn sàng bị đánh chơi mình luôn mày. Ừ? Cái giọng này là đang bực nè. Bực mệt quá à, sao? Tôi nghe rồi. Thì cứ nói đi. Biết rồi. Hả? Biết hả? Thì vậy hả? Được. Rồi. Vậy thôi nha. Cúp máy nha. Té đi nó mới thiệt. Té đi. Trời ơi, thích quá. Để coi, giọt coi. À anh, cái sàn nhà xà bông nhiều quá, lau sạch đi nha. Để anh lau. Anh lau khúc này trước nha. Lao đây hả? Ôi chết tôi rồi. Em ơi, anh ở em đánh anh cũng chịu. Này nó đổ rồi. Ôi anh sao vậy? Anh ơi, anh ngồi đây nghỉ mệt chút đi, mệt lắm rồi phải không? Đâu đem coi thôi, mồ hôi mồ kê tùm lum hết trơn. Nghiệp chồng tôi quá. Không, em đừng có như vậy. Sao vậy? Anh biết cái lỗi này là anh sai. Em đánh anh đi. Trời ơi, đổ thì mình lau sạch thôi, có cái gì đâu mà đánh. Trời, anh nghĩ gì á? Đây nè, trời ơi, ướt hết rồi. Đem vô em lấy cái vẻ cho. Ôi. Ê, có cái gì đâu, anh cứ để đó cho em. Ui cực quá, tội nghiệp chồng tôi. Thương. Em bảo đảm với anh mà ký xong cái hợp đồng này, anh sẽ trở thành tỷ phú. Em thề. Ừ. Rồi, mai em đem hợp đồng qua liền. Rồi, cảm ơn anh. Ê, hey, anh Hùng Dũng. Qua đây. Ủa sao người gì đâu lạnh lặng với cha? Chứ suốt tuần qua, vợ tao có đụng tới tao một miếng nào đâu. Trời ơi, anh phải chọc cho bà điên lên chứ. Chứ người vậy sao lấy được tiền? Không được, tao sợ. Sợ gì? Tao sợ mà bả mà điên quá, bà quýnh tao chết. Trời ơi, chết chạy bớt chứ sao anh? Cái gì? Không, ý em là anh đáng chọc cho bà điên để bà quýnh anh bị thương càng nặng thì anh càng nhiều tiền. Thì cũng biết là hằng vậy, nhưng mà hết cách rồi. Anh có tin em không? Em tên là Thiên Tài mà. Em có cách giúp anh. 5 4 3 2 1 Trời ơi! Cái gì vậy? Cái gì đang xảy ra? Trời ơi, cái đầm của tôi tại sao nó lại nát đến như vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ai làm nát cái đầm của tôi? Tôi đó được không? Anh làm hả? Bị điên hả? Hả? Tại sao anh làm hư cái đầm của tôi? Tại vì bữa giờ em sai quá. Sai cái gì mà sai? Mắc mớ gì bữa giờ hiền khô vậy? Phải đánh anh đi chứ. Tôi hiền lành với anh không muốn như vậy. Cho nên bây giờ á, là anh cố tình anh làm vậy. Anh leo lên đầu lên cổ tôi anh ngồi đúng không?
tôi nói cho anh biết. Tại vì tôi nể tình má. Má nói với tôi là tôi dữ quá, tôi ăn hiếp anh quá, tội nghiệp cho anh. Tôi nghe lời má, tôi hiền dịu lại, tôi yêu thương anh không muốn đúng không? Bây giờ anh muốn tôi đánh anh như vậy. Trời đất ơi, tự nhiên má kêu vậy chứ, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Thì ra bữa giờ là do, bữa giờ là do má nói em phải hiền dịu với anh đấy hả? Chứ còn cái gì nữa? Ông là không có xứng đáng để cho tôi hiền dịu với ông mà. 5, 10, 15. Nửa đi. 5, 10, 15, 20 cái gì? Hả? Ai chơi trốn tìm nha ông? Hả? Không, quýnh thêm cái nữa đi. Ông đúng là điên rồi, hết nói nổi. Alo, anh Dũng hả? Tôi nghe giọng yếu vậy anh. Tiền đây, tiền đây. Trong tiền. Vợ tao mới quýnh tao nè. 5, 10, 15. 1,5 triệu á, 1,5 triệu. Đem 1,5 triệu qua nhà tao đi. Đem liền đi. Ủa, sao sớm vậy? Hợp đồng mình mới ký tuần trước mà. Mà em coi lại hợp đồng rồi. Sau khi mình ký 30 ngày mới có hiệu lực. Trời đất ơi, bảo hiểm gì kỳ vậy? Trời, nghề tay trái mà anh. Em đang tập tành mà. Mà giờ em có gói 15 ngày với lại 10 ngày sau khi ký có hiệu lực nè. À, giờ anh mua gói nào? Gói cái gì? Không có gói ghiếm gì hết á. À, thì ra là như vậy ha. Em ơi, đừng có đánh anh. Đánh anh lúc này không có tiền đâu. Ây da, trời ơi, tiền mất tật mang. Trời ơi. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế.